Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào bác nhé. Hiện tại đang là buổi sáng của những ngày đầu năm năm 2021. Và trong buổi sáng hôm nay thì là bên xưởng có xin giới thiệu các bạn là một chiếc sập thờ tứ linh. Đây, chiếc sập thờ tứ linh thì bằng chất liệu gỗ mít và được đục chạm thủ công là 100% đục thủ công bằng tay. Quý vị có thấy được hình ảnh chiếc dạ sập thờ đây. Thì chính giữa là chiếc dạ sập thờ được đục đầu hổ phù và được cách điệu là biến hóa thành thân cây trúc, nó gọi là dòng hóa. Bên trên là đường nét là thủ công và đục bằng tay hết quý vị ạ. Đây, bên này là hình ảnh con rồng hóa mai, gọi là long hóa mai. Và chiếc sập thờ này thì chân là chân 20. Kích thước của nó là dài là 1m97, cao 1m27 và sâu là 107. Đục chạm thủ công đường nét cực kỳ sắc nét và sử dụng là 100% chất liệu gỗ mít. Đây quý vị nhé. Đây, chân đây. Phần đốc đây, đục thủ công bằng tay. Đấy, cũng như là những cái bao lan này quý vị rất là cuốn. Và cái phần cổ này quý vị thấy phần cổ này là rất là sâu, sâu lòng khung. Đây là hình ảnh tổng thể của chiếc sập thờ. Đây gọi là chiếc sập thờ sập thờ trúc, dòng hóa trúc quý vị nhá. Quý vị đã có nhu cầu thì cứ liên hệ bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám và hỏi là chiếc sập thờ dòng hóa trúc. Hai bên là dòng trầu đầu hổ phù. Đó, mẫu cực kỳ là mới, cực kỳ là đẳng cấp luôn. Đường nét đục chạm thì kênh bong sắc sảo. Và cái gỗ mít này thì quý vị thấy là cái màu sắc nó khó, rất là khó đều. Đó, do cây mít những cây lâu năm thì màu sẽ thẫm. Quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ và có số điện thoại là 0987 510 866. Website đồ gỗ tùng8.com. Và quý vị đừng quên bấm like và đăng ký kênh. Xin chào mọi người.